Nguyên nhân của hiện tượng cá chết hàng loạt đến thời điểm này được xác định là do độc tố. Tuy nhiên, nguồn xả độc tố và khu vực xuất phát độc tố vẫn chưa được chính thức kết luận. Nhưng theo các phân tích khoa học về dòng hải lưu thì nhiều chuyên gia đã khoanh vùng đó chính là Hà Tĩnh, nơi mà công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa đang hoạt động. Tập đoàn Formosa có trụ sở tại Đài Loan, Trung Quốc, trước đây thì đã từng gắn với nhiều vụ bê bối ô nhiễm môi trường gây hậu quả nghiêm trọng trên thế giới. Cuối năm 1998, Formosa đã đổ khoảng 3.000 tấn rác xuống khu vực Tây Nam Campuchia. Một công nhân xử lý chất thải đã tử vong và 6 người khác phải nhập viện. Tổ chức Y tế Thế giới kết luận, tuy không có dấu hiệu nhiễm độc máu ở các công nhân, nhưng toàn bộ số rác đều chứa hàm lượng thủy ngân rất cao. Trước làn sóng biểu tình mạnh mẽ, Formosa đã buộc phải nhận lại toàn bộ số rác này. Tháng 4 năm 2004, 5 công nhân đã tử vong và 2 người khác bị thương nặng trong vụ nổ nhà máy Formosa ở bang Illinois, Mỹ. Đám cháy kéo dài đến vài ngày sau đó. Theo Ủy ban An toàn hóa chất Mỹ, nguyên nhân vụ nổ là do công nhân của Formosa đã bất cẩn mở van an toàn, khiến một lượng lớn khí vinyl chloride bị rò rỉ. Formosa bị cáo buộc không hề có phương án đề phòng rủi ro từ con người. Đến năm 2009, Formosa lại bị phát hiện xả các chất độc như EDC, dioxin và chloroform vào đất và nước ngầm tại các bang Texas và Louisiana tại Mỹ. Vụ việc này đã khiến Formosa bị cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ phạt 2,8 triệu đô la Mỹ và phải bỏ thêm ra 10 triệu đô la Mỹ để cải thiện môi trường. Hồ sơ các vụ bê bối môi trường của Formosa lớn đến mức đã trở thành minh họa điển hình trong một bộ sách giáo khoa luật môi trường tại Mỹ. Cùng với đó, năm 2009, tập đoàn này đã phải nhận giải hành tinh đen dành cho những cá nhân hay tổ chức có hành động phá hủy môi trường. Và đến năm 2010, các nhà khoa học Đại học Quốc gia Đài Loan, Trung Quốc đã công bố báo cáo về những hoạt động của Formosa đã thải ra môi trường, nhiều chất độc gây ung thư và phá hủy mô gan tại thành phố Ngọc Lâm. Thông tin đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Ngọc Lâm. Nhiều người dân đã mang xác cá chết đến đổ đầy tại nhà máy của Formosa để phản đối.